Hello, xin chào mọi người. Đã là Tỉnh đây. Hôm nay là Tỉnh đang đứng tại thành phố biển Quy Nhơn, đang đứng trước bãi biển nha mọi người. Thì đây cảnh biển sáng mới bây giờ, tầm đây là giờ bây giờ là mới có 5:30 sáng nha mọi người. Thì bây giờ là Tỉnh đang đứng ở trước biển này để quay lại cái cảnh buổi sáng á. Buổi sáng là người dân đi tập thể dục rồi đó, mọi người. Thì Tỉnh đang đi lần ở biển mình đây, coi cái cảnh biển. Bữa nay là vào mùa hè thì biển nó cũng hơi đẹp, nó cũng sáng, người dân đi tập thể dục và tắm biển rất là mát nha mọi người. Thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây là quang cảnh của thành phố biển, sáng người dân đi tập thể dục rồi các cô lao công dọn rác ở bãi biển á, các anh chị cô chú đi du lịch mà cứ ăn uống mà xé ngoài bãi biển á, thì xác các anh chị lao công phải dọn dẹp. Nên các bạn thì cứ đi du lịch đi đâu đừng có ăn uống xé rác nha mọi người, nó không có nên, không tạo ra cái cảnh biển mình cho nó đẹp. Thì bây giờ là Tỉnh sẽ lần đi ra tới biển, Tỉnh sẽ quay cho các bạn xem nước biển trong xanh, người dân tắm biển vào buổi sáng sớm, cảnh rất là đẹp. Rồi các bạn hãy theo chân mình nha, đi tới biển biển đây. Rồi hiện tại thì mình đang tiến lần ra bãi biển đây. Đây đó. Nước biển hôm nay rất là đẹp, im điềm, trong xanh, người dân sáng tập thể dục vào buổi sáng tắm biển rồi nha mọi người. Đây đó. Rồi bên kia xe là cái hàng trắng đó mọi người, thì ngay chỗ cái tay mình chỉ này đó là gần ráng tiên xe nha mọi người. Rồi các cái khách sạn của FLC Tower nó nằm bên kia đang quay kìa, ở hầm biển đó. Thì mình lâu quá mình cũng không có tắm biển, ức lắm, nhưng mà bây giờ đang quay cho các bạn thì sao mình tắm biển được không mọi người. Thì hôm nào thì Tỉnh tắm biển thì Tỉnh sẽ quay lại cho các bạn xem. Đây là người dân sáng tập thể dục rồi nha mọi người, đây các cô chú anh chị em rồi sáng tập thể dục tắm biển tắm rồi đây. Nước rất là đẹp. Đây nha mọi người, thì mình đã ra tới bãi biển rồi nè. Nãy giờ mình cũng đã quay sơ cho các bạn xem rồi đó. Thì buổi sáng thì tầm bây giờ là có gọi 5:30-6 giờ là bắt đầu người dân các cô chú rồi anh chị rồi đi tập thể dục nhiều lắm nha mọi người. Thì đi tập thể dục xong rồi bắt đầu là gì, tắm rửa ăn uống này kia là bắt đầu đi làm. Thì Tỉnh sẽ quay lại cái cảnh bãi biển vào buổi sáng rất là đẹp. Nay mà cá nhân dịp là Tỉnh sẽ quay review lại các cái cảnh mà Tỉnh đi tắm, đi lặn ké rồi vậy mọi người. Thì các bạn có thấy bãi biển ở Quy Nhơn mình đẹp không? Tuyệt vời luôn rồi mọi người. Thì đây là nhờ một cái cảnh biển là nó cũng chưa
chưa có đẹp nhiều. Bữa hôm sau tỉnh sẽ review quay những cái cảnh đẹp cực kỳ hơn nữa cho các bạn xem có biến Bình Định mình nha mọi người. Thôi đến đây mình cũng tạm dừng kết thúc video tại đây nha mọi người. Thì hôm nào tỉnh đi tắm biển lạnh ké lạnh đồ đó, xin bánh ké rồi này kia tắm biển rồi tỉnh sẽ quay lại cho các bạn xem. Hả? Bây giờ muốn ức tắm lắm mọi người, bây giờ tỉnh muốn ức tắm gơ gớm lắm nhưng mà bây giờ không có tắm được, giờ không có tắm được, đang mặc đồ đây này kia không có tắm được. Bữa nào mình mặc đồ bơ đồ mình tắm đồ này kia cho nó, mình sẽ review lại các bạn. Bây giờ chút mình bơ ra xe rồi này kia lạnh bánh ké rồi này kia rồi cho mọi người cùng xem nha. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây. Rồi chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Rồi bye, xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo nha các bạn.